Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em trong năm 2021 này, nếu mà chúng ta muốn đầu tư một khoảng kinh phí từ khoảng tầm 15 cho đến 20 triệu thì mình sẽ chọn có những cái chiếc máy như thế nào. Cái thứ hai là những chiếc máy đó với tùy từng nhu cầu mình sẽ phân tích rất rõ trong video, thì các bạn nên chọn ống kính nào để nó sẽ phù hợp nhất. Cùng đến với video ngày hôm nay, intro và bắt đầu nhé. Thực sự với nhu cầu và cái tầm kinh phí là tầm 15 đến 20 triệu, chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Vẫn là hai dòng chính, đó là dòng DSLR là dòng máy ảnh có gương lật, và dòng mirrorless thì nó là dòng máy ảnh không gương lật. Vẫn là bốn hãng chính chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được với khoảng kinh phí 15 cho đến 20 triệu. Đầu tiên là với Canon thì có quá nhiều lựa chọn cho anh em rồi. Nikon cũng như thế. Với Fuji và Sony thì nó cũng tương đối nhiều thôi, bởi vì bản thân Sony và Fuji thì ống nó sẽ hơi cao một chút. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến chi tiết với từng dòng và cũng như là cách phối hợp với từng nhu cầu và các loại ống, các thể loại máy khác nhau. Chúng ta sẽ đến với dòng máy ảnh Canon trước để xem có những lựa chọn nào tầm 15 đến 20 triệu nhé. Ok, thì với dòng Canon thì chúng ta cũng khá là nhiều lựa chọn đấy. Thì với dòng Canon thì mình sẽ phân ra hai trường phái chính cho anh em. Mình sẽ không phân biệt là loại máy gì, chọn ống ra sao và nhu cầu sử dụng như nào. Mình sẽ chia ra hai trường phái chính. Đầu tiên là anh em mua chỉ là để chụp chơi, phục vụ tất cả những nhu cầu, ví dụ như chân dung, phong cảnh, rồi đi du lịch, hay là có thể chụp con cái cho anh em. Nhưng đó là nhu cầu để về trải nghiệm, thỏa mãn thú chơi nhiếp ảnh và để có ảnh lưu lượng thôi. Có ảnh lưu niệm thôi nhá. Còn với nhu cầu thứ hai của anh em mà tầm mức kinh phí 15 đến 20 triệu, đó là anh em đã bắt đầu có nhu cầu là mua một chiếc máy về để mình có thể sử dụng ngoài cái việc học chụp này, ngoài việc tập luyện này, ngoài việc quay phim này, thì chúng ta muốn kiếm tiền từ cái thiết bị ảnh đó, thì mình sẽ chia ra hai trường phái đó. Đến với Canon có quá nhiều lựa chọn. Ở đây mình sẽ giới thiệu một vài đại diện tiêu biểu với tầm mức kinh phí từ 15 đến 20 triệu. Đầu tiên trên tay mình có một chiếc máy có rất là nhiều công nghệ và có thể vừa chụp vừa quay rất đa năng và rất tốt. Đó chính là chiếc 80D. Đây là dòng 2XD của Canon và đời sau của nó là đời 90D, thì mình sẽ giới thiệu trong những cái phân khúc cao hơn nhé. Với 80D thì đây là một trong những chiếc máy mà được sử dụng cực kỳ nhiều bởi anh em chụp bán chuyên này. Cái thứ hai là với những anh em mà muốn một chiếc máy có khả năng vừa chụp vừa quay rất tốt. Cái chiếc máy 80D thì được anh em Vlog ở Việt Nam cũng như là anh em Vlogger thế giới sử dụng rất là nhiều. Việt Nam thì hơi nặng một chút. Thực sự đối mình mà cầm chiếc 80D này đi quay Vlog thì cũng hơi quá sức. Mình phải đi tập tục thì nó mới vừa. 80D đặc điểm nổi bật đầu tiên là nó sẽ có một cái màn hình xoay lật và nó nằm ngang như này, sẽ cực kỳ tiện cho anh em chụp góc thấp, góc cao, góc trên, góc dưới, và khả năng chụp tự sướng cũng như là quay Vlog với một chiếc màn hình to, lật ngược và có khả năng cảm ứng này. Điều thứ hai mình rất thích ở trên chiếc 80D này cho cả việc chụp và việc quay, đó chính là nó có khả năng lấy nét cả live view và trên viewfinder cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp cho anh em có thể lấy nét khi chụp và khi quay nhé. Quay rất tốt luôn ấy. Thực sự mình rất là bất ngờ với một sản phẩm DSLR như này, nhưng lại có chất lượng quay thực sự là ấn tượng đối với bản thân mình. Với 80D thì nó sẽ còn phù hợp hơn nữa với những anh em mà có nhu cầu ví dụ như chụp đi chơi hoặc du lịch. Nó chỉ có hơi một cái nhược điểm, nó là hơi to một xíu thôi. Còn lại về công nghệ nhé, bạn có thể bắn ảnh trực tiếp qua điện thoại, bắn video trực tiếp qua điện thoại để bạn có thể chỉnh sửa trên điện thoại và up ngay lên. Như thế thì rất tiện với những anh em có nhu cầu đi chơi này, chụp gia đình con cái, và đặc biệt là đi du lịch. Như vậy thì chúng ta sẽ có ngay những bức ảnh, có ngay những video được hậu kỳ một cách nhanh chóng trên các điện thoại của các bạn, vẫn có một chất lượng rất tốt để up lên các mạng xã hội. Như thế là một điều rất là cần thiết ở hiện nay với một thiết bị để lưu giữ hình ảnh và có thể share ra cho các mạng xã hội. Cụ thể 80D như nào các anh em có thể xem review trên tay và chi tiết mình sẽ để ở đây. Và mình sẽ đến với một chiếc máy thứ hai cũng cực kỳ hot trong năm vừa qua và được anh em mua và sử dụng rất là nhiều, đó chính là chiếc máy ảnh Canon EOS M50. Đến bây giờ ở thời điểm này thì đã có ra mắt M50 Mark II. Nhưng nếu mà các bạn thực sự không quá quan tâm đến
đến cái việc mà update công nghệ thì mình thấy M50 đã quá ngon rồi. M50 thì bạn với mức 15 đến 20 triệu thì mình có một cái thân máy ở đây loanh quanh khoảng hơn 10 triệu một chút thôi. Còn lại mình có rất nhiều kinh phí để lựa chọn các ống khác để chúng ta có thể cắm lên chiếc M50. Có một điều thú vị ở trên dòng LSM này nữa là chúng ta có thể mua một cái ngàm rất là rẻ của Vichok hoặc ngàm chính hãng của Canon, sau đó cắm được rất nhiều ống kính ngàm EOS nhé. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều tùy biến. Ở thời điểm hiện tại 2021 thì ống kính ngàm EOS-M vẫn chưa có quá nhiều, nhưng chúng ta sẽ có thể chọn một số ống kính của Vichok chúng ta cắm vào. Mình có review về những chiếc Vichok ví dụ như 23.1.4 hoặc 33.1.4 cũng rất là hay, chúng ta có thể cắm trên M50. M50 thì nó cũng sẽ có những cái đặc điểm mà rất tuyệt vời cho những anh em mới hoặc những anh em có nhu cầu vừa quay vừa chụp, đó chính là vẫn là một chiếc màn hình xoay lật có cảm ứng, khả năng bắn wifi cả video và cả ảnh sang điện thoại. Ưu điểm của dòng này so với dòng 80D mình vừa giới thiệu đó chính là cái việc rất nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn. Nó có tích hợp chống rung, gọi là chống rung điện tử thôi chứ không phải là chống rung quang học trên máy, nhưng mà như thế cũng khá là ổn. Về việc lấy nét thì mình đánh giá là dòng M50 thì có khả năng lấy nét ở mức ổn, tốt cả cho việc quay video và tốt cả cho việc chụp ảnh. Việc M50 thì nó có một cái giá thành nó rẻ hơn con 80D một chút và nó sẽ phù hợp với những anh em mà có nhu cầu mang vác đi lại nhiều hơn. Về tính năng của hai chiếc này thì mình thấy nó không có sự khác biệt quá nhiều, nhưng với anh em nào mà có, thứ nhất là có kinh phí này, thứ hai là mình thích cái sự to tiếc và thiên về chụp ảnh hơn một chút thì mình chọn 80D, còn bạn nào thiên về quay hơn một chút và cần sự nhỏ gọn thì mình thấy M50 là một sự lựa chọn tuyệt vời nếu mà bạn đều có nhu cầu cả chụp cả quay và là bán chuyên. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu một chiếc chuyên cho chụp ảnh. Thì có hai ứng cử viên, đó chính là Canon 5D Mark II và 6D. Thì hai chiếc máy này đều là hai chiếc máy trong phân khúc từ 15 đến 20 triệu cho cả bộ và dành để chụp ảnh nha anh em nhé. Hai chiếc máy đều có tính năng quay phim nhưng nó gần như không hỗ trợ quay phim, đặc biệt khi quay phim thì không lấy nét liên tục. Như vậy là các bạn sẽ phải quay tay lấy nét MF sau đó quay phim. Chất lượng video ra thì cũng khá ổn thôi, nhưng mà thôi nó không hỗ trợ thì tốt nhất mình mua để chụp. Đặc ưu điểm của dòng 5D2 hoặc là dòng 6D thì nó sẽ mang trong mình một cái cảm biến full frame. Như vậy thì nó sẽ cho chất lượng ảnh ra sẽ tốt hơn dòng crop rất là nhiều, và đặc biệt là chụp trong điều kiện thiếu sáng. Cái thứ hai là dòng full frame thì nó có một cái lợi thế, đó là tận dụng ống kính nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với dòng crop. Nhưng mà nhược điểm, full frame thì thường ống nó sẽ đắt hơn ống crop khá là nhiều. Với 5D2 thì chúng ta có thể tùy biến, ví dụ chụp chân dung thì mình có thể chọn 70-200 f4 này, hoặc là chúng ta có thể chọn 70-200 đời f2.8 không có IS này để chụp chân dung, nhưng mà như thế thì nó cũng sẽ chạm mức khoảng 20 triệu mất rồi. Còn lại một lựa chọn tốt hơn đó chính là cái việc 5D2 anh em có thể chọn chân dung kèm với 85-1.8 và một chiếc ống đa dụng vẫn hoàn toàn đủ. Còn với 6D thì thân máy nó sẽ hơi cao hơn 5D2 mất khoảng tầm 3-5 triệu. Chính vì thế tùy biến ống với con 6D này nó sẽ ít hơn, nhưng lợi thế của dòng 6D so với dòng 5D2 là nhẹ hơn, mặc dù vẫn rất là to, cầm vẫn khá đầm tay. Nếu mà lắp 70-200 này thì vẫn còn tương đối nặng, nhưng với cái phân khúc này thì thực sự cảm quan bản thân mình nhé, bản thân mình nếu mà mình là người chuyên đi chụp ảnh không có nhu cầu quay phim, đặc biệt chỉ chụp chân dung, thì mình sẽ sẵn sàng sắm cho mình một bộ 6D kèm với ống 50-1.4 hoặc 85-1.8 tầm mức khoảng 20 triệu là quá tuyệt vời. Và cái bộ máy 6D kèm 85-1.8 hoàn toàn bạn nó có thể cầm đi làm dịch vụ liên quan đến các cái việc dịch vụ liên quan chụp chân dung, ví dụ như chụp kỷ yếu, bạn không chụp toàn cảnh lớp thôi, còn lại bạn chụp tỉa, bạn chụp chân dung đã quá ngon. Bây giờ gần như các đội kỷ yếu dùng 6D quá nhiều luôn. Tại sao? 6D không phải là chiếc máy rẻ nhất, không phải chiếc máy ngon nhất, nhưng lại là chiếc máy tối ưu hiệu dụng nhất cho anh em chụp kỷ yếu, chụp cưới. Bởi vì thứ nhất là giá thành ổn, khấu hao thấp, và cái thứ ba là 20 triệu thôi, khởi nghiệp bắt đầu, về hậu kỳ lại rất nhàn. Nên đối với anh em chụp chơi chuyên về chân dung, dành để đi làm nghề cho những anh em bắt đầu, thì mình khuyên anh em cứ 5D2, 6D sẽ là những sự lựa chọn phù hợp. Mình sẽ nói hơi nhiều về Canon một chút, vì có vẻ cảm tính của mình thì mình thích Canon là màu ăn liền hơn, hậu kỳ sẽ nhẹ nhàng hơn.